một sự kiện hoành tráng được tín đồ làm đẹp mong chờ sắp diễn ra. Nghe rất là hấp dẫn ha. Mình cũng rất là mong muốn được sử dụng các dịch vụ tại đây. Mình nghĩ đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực làm đẹp dành cho các chị em phụ nữ. Mừng khai trương viện thẩm mỹ Diva Di Linh, tọa lạc tại số 1044A đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Được thiết kế với không gian rộng lớn, hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, khai trương vàng, ngàn ưu đãi tới 68%, cơ hội trải nghiệm top các dịch vụ với mức giá siêu hot. Triệt lông chỉ 39k, chăm sóc da chỉ 79k, xóa mày, xử lý thâm môi chỉ 199k, điều trị mụn chuẩn y khoa chỉ 299k, trị tàn nhang chỉ 399k, lăng kim vi điểm chỉ 499k, phun mày chỉ 699k, phun môi chỉ 899k, cấy collagen chỉ 1.999k. Làm đẹp liền tay, riêng ngay quà khủng, cơ hội trúng iPhone 14 Pro Max siêu xịn sò, 3 chỉ vàng 4 số 9. Miễn phí xóa mây hỏng, khử thâm môi, thăm khám da và soi da với đội ngũ bác sĩ hàng đầu hiện nay. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva Chi Linh, duy nhất trong tháng này để tận hưởng các dịch vụ làm đẹp cao cấp. Đăng ký ngay, chúc liền tay, cơ hội dành cho 99 khách hàng đầu tiên. Gọi 1900-2222 để được tư vấn miễn phí. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.